kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 6 tháng 6 của Deutsche Welle. Bản tin trưa nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiếp đón và làm việc cùng lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày an toàn chất lượng của đội PST. Cấp phát nước chanh cho người lao động làm việc ngoài trời. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, đoàn lãnh đạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc đã có chuyến thăm đến Deutsche Welle vào ngày 17 tháng 5 vừa qua. Đến với tỉnh Quảng Ngãi, đoàn lãnh đạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc mong muốn được lãnh đạo tỉnh chia sẻ kinh nghiệm cũng như những chính sách trong việc thu hút các doanh nghiệp nước ngoài. Vì lẽ đó mà lãnh đạo tỉnh đã đề cử đoàn đến tham quan và tìm hiểu Deutsche Welle, một điển hình FDI tiêu biểu hoạt động hiệu quả và thành công tại tỉnh nhà. Đoàn gồm 12 lãnh đạo do ông Đỗ Đình Việt, giám đốc sở dẫn đầu, đã được lãnh đạo công ty cùng bộ phận quan hệ đối ngoại tiếp đón tại văn phòng chính. Tại đây, đoàn đã dành nhiều thời gian tìm hiểu tổng quan về môi trường làm việc, quy mô sản xuất, các sản phẩm chủ lực, thị trường chính, các dự án trọng điểm mà công ty đã và đang thực hiện trong và ngoài nước. Ngoài ra, đoàn còn được lãnh đạo công ty chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, những vướng mắc và tâm tư, nguyện vọng đứng trên góc độ của một nhà đầu tư. Đây sẽ là những cơ sở giúp lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc đưa ra những chính sách phù hợp để thu hút đầu tư FDI vào tỉnh nhà ngày càng nhiều hơn. Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Đỗ Đình Việt chân thành cảm ơn những chia sẻ từ lãnh đạo công ty và đánh giá cao những kinh nghiệm mà công ty đã chia sẻ. Ông đồng thời mong muốn công ty sẽ ngày càng lớn mạnh và có nhiều đóng góp hơn cho tỉnh Quảng Ngãi. Thưa các bạn, nhằm nâng cao công tác an toàn cũng như đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động an toàn trong quá trình làm việc, đội BST đã tổ chức Ngày An toàn Chất lượng nhằm giúp người lao động nhận thức sâu sắc hơn. Hoạt động chia sẻ Ngày An toàn về chất lượng của đội BST là hoạt động diễn ra định kỳ hàng tháng, luân phiên theo 6 chủ đề trọng tâm, bao gồm an toàn khi sử dụng điện, an toàn khi sử dụng khí ga, an toàn khi làm việc trên cao, an toàn khi nâng hạ sản phẩm, an toàn khi sử dụng máy cắt, máy mài và cuối cùng là sử dụng đúng phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc. Trong tháng 5, toàn đội BST thực hiện chủ đề an toàn trọng tâm, đó là sử dụng đúng phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc. Sau khi nghe quản lý chia sẻ về cách thực hiện cũng như các quy định cần tuân thủ, đại diện các tổ tiến hành tuần tra theo chủ đề nhằm phát hiện và khắc phục các vấn đề còn tồn đọng. Bên cạnh đó, đội BST cũng đã trao thưởng cho hoạt động OE và Bo Hoàng Đông, nhân viên gương mẫu tháng 5 và đoàn viên công đoàn xuất sắc. Đối với giải thưởng cho hoạt động OE và Bo Hoàng Đông, có 5 giải OE và 4 giải Bo Hoàng Đông, trong đó tổ MM Crane đạt giải xuất sắc chủ đề OE và tổ PS Bắc Kinh 1 đoạt giải nhất chủ đề Bamboo Hành Đông. Về hoạt động an toàn tháng 4, có 3 tổ đã được tuyên dương. Ngoài ra, đội cũng đã trao thưởng cho 4 đoàn viên công đoàn xuất sắc nhất trong tháng 4. Em công nhận con thấy rất là bất ngờ. Bởi vì mình là một thành viên của đội Đua Son, được nhận giải thưởng đoàn viên xuất sắc. Thì món quà về tinh thần thì nó tạo động lực, em cũng thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn. Và cũng mong được tất cả các anh chị em trong đội Đua Son sẽ cố gắng hơn nữa để đáp ứng được cái nguyện vọng của công ty và của công đoàn. Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè đến kèm theo những đợt nắng nóng kéo dài. Và để đảm bảo sức khỏe cho người lao động khi làm việc ngoài trời, bộ phận IS đã phối hợp cùng nhà thầu phụ ProBank cấp phát nước chanh từ tháng 4 đến tháng 11. Hoạt động này được triển khai định kỳ hàng năm, bắt đầu từ năm 2013 đến nay. Theo đó, người lao động thường xuyên làm việc ngoài trời từ 8 giờ đồng hồ mỗi ngày, được hỗ trợ cấp nước chanh trong giờ nghỉ giải lao với tần suất một lần một ngày, từ thứ hai đến thứ sáu và hai lần trên ngày đối với thứ bảy và chủ nhật, nhằm giúp cơ thể người lao động giải nhiệt và tăng sức đề kháng. Năm nay, hoạt động này diễn ra từ tháng 4 đến tháng 11. Hàng ngày, thư ký bộ phận phải tự đăng ký số lượng người lao động làm việc ngoài trời trên hệ thống VOSS trước 14 giờ 30 chiều. Sau đó, bộ phận chủ quản sẽ căn cứ đúng số lượng đã đăng ký để cấp phát nước chanh cho các nhà máy bộ phận. Hàng ngày là chuẩn bị là từ 400 hơi đến 456 suất, tùy theo số lượng của các xưởng đăng ký. Còn về những nguyên liệu chính là
đường là bọn em chuẩn bị là 13 kg, còn chanh là từ 16 đến 20 kg, còn đó là 60 kg, tắc là khoảng 2 đến 3 kg. Với những phần nước chanh như thế này, công ty mong rằng là có thể phần nào giúp cho người lao động cảm thấy giảm bớt cái sự mệt mỏi khi làm việc ngoài trời, và cũng đồng thời giúp họ là tăng thêm sức khỏe để làm việc có hiệu quả hơn. Nhà ăn cũng quan tâm đến công nhân viên vì sợ họ cảm thấy ngán khi sử dụng một loại nước chanh ngày nào cũng vậy, cho nên họ đã thay đổi cái nước chanh mỗi ngày một loại, một ngày là nước chanh dai, một ngày là nước chanh thường để cho công nhân viên cảm thấy đỡ ngán hơn. Ngoài ra, khi làm việc trong điều kiện nắng nóng, để hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể, người lao động cần trang bị thêm các phương tiện bảo hộ cá nhân như mặc quần áo rộng, thoáng mát và thấm hút mồ hôi, sử dụng mũ, nón, kính bảo hộ, không sử dụng các loại đồ uống có cồn và bổ sung nước trong suốt thời gian làm việc. Tiếp tục bản tin trưa hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động sản xuất sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa nay của Dushanvina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dushanvina DVTV V10N42. Đồng thời, các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dushanvina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Azo với từ khóa Dushanvina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái và chào tạm biệt.